Chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là cuối tuần ở Singapore nè. Ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật là không thấy ai làm việc gì luôn á. Là đóng cửa, đóng kín mít. Tất cả đều đóng cửa hết. Đường phố vắng như là Tết vậy đó. Là 9 giờ sáng. Các cửa hàng nếu mà có cửa hàng làm ngày chủ nhật vẫn chưa có mở cửa. Ở đây tầm 10 giờ, 11 giờ mình đã mở cửa. Đúng là 11 giờ nhưng mà tầm mấy chuẩn bị đồ xong hết chứ không 11 giờ mới được. Ở đây có cái cửa hàng đồ ăn sáng nè. Ở đây đồ ăn sáng ít lắm. Sáng bánh rồi cà phê rồi trứng chứ không có phong phú như mình. Đây thì vẫn chưa có bán. Giờ này vẫn chưa ai bán gì đâu anh chị. Các bạn nào mà đi xin thì chuẩn bị tinh thần ăn sáng trễ một tí nha, chứ không tao phải có gì chuẩn bị sẵn. Ở đây thì mình chỉ đi vài chỗ ở khu vực gần trung tâm. UOB cao quá trời. Mạng di động Singtel. Đây là cô bot thôi. Hả? Ở đây có bán rồi hả? Đi vòng đi chút rồi nè. Chicken rice, cơm gà set 5 đô, set 5 đô rưỡi. Rồi kêu thêm mấy chén gì, miếng canh, miếng súp gì nữa, 4 đô mấy nữa. Đây có cái bảng đi hướng dẫn mình đi tàu điện ngầm AMT tại 300 m. Những cái tàu điện ngầm ở đây đi nó đi ở dưới lòng đất, là ở mấy cái trạm nó nằm ở cái trung tâm thương mại. Mấy cái tòa nhà là anh chị thấy là bạn thấy là nó ở phía dưới tầng hầm đó là tàu điện ngầm hết đó, ga tàu điện ngầm hết. Nó xe tải chở những cái người mà nhập khẩu lao động á, đi làm những công việc như là đào đường, công việc nói chung là công việc phổ thông á. Đó, xe này nè, nó xe tải họ làm việc ở những cái công trình rồi làm xong hết ngày họ ở những cái ký túc xá mà gần những cái khu công nghiệp á. Đúng là ngày chủ nhật cơ mà vắng kinh khủng luôn á. Ở đây nghe tiếng chim hót, chim kêu như ở dưới quê vậy đó. Mà vô ở trung tâm thành phố. Cái cầu, một cái cầu đây không ta? Cái cầu này hôm bữa mình ngồi bên kia mình nhìn vô bên đây đúng không ta? Có không? Thì bên kia là lắc quay. Bên đây mày Ủa? lắc quay chứ. Bên cái bốt quay bên đây lắc quay. Không, bên kia lận kia lận xong bên kia lận đó, mấy cái
cái đường cẩu đó, cẩu những người mà chơi cái lộn trò. Ông ơi đây nè, cầu đây nè. Ai đây nè? Đường này mới xong tặng tiệc sao mà. Đường này là buổi sáng là. Người ta sẽ ráng vô tiệc đó không á? Buổi tối là có những cái hàng quán ăn uống và biểu diễn nhạc. Nói chung là khu ẩm thực của Lucky. Hôm tối qua là trời thâu đêm nha, nhìn là biết. Này chưa ai quét dọn nè. Có chiều nó dọn rồi anh mới thua. À, cũng có rác nè, ta xả lung tung nè. Tại khu này ta chơi nguyên đêm á. Nên rác đồ nhiều phải. Ở đây có con nhộng phải không ta? Nó hai con nè, nó dạng gì vậy? Ê gì này, chắc người ta nuôi quá, mình lại nó không có chạy luôn á. Này chắc người ta nuôi quá. Ở đây đầy con này, khu Lucky buổi sáng nè. Buổi tối đông lắm, lên đèn là nhìn thấy rất là đẹp. Bên kia là con đường New Rich đi thẳng. Bất quay đúng không ta? Gì? Khi là bất quay bên này là. Đó, đường nó đi thẳng tới Chinatown. Nó lắc quay. Đó thấy không? Boss là như bên đây nè. Boss đây bên kia ta. Ở đây đa số dùng phương tiện công cộng hết. Đi xe buýt hoặc là đi xe tàu điện ngầm. Đó, tiếng là tiếng tàu điện ngầm. Ở đây thành phố nó tuy nhỏ nhưng mà nó có tới 4-5 tầng diện tích luôn. 4 tầng á. Này ở đây là bót quay nè cho. Bên kia mà lắc quay. Thì đây qua đó chỉ khoảng một cây mấy số thôi à. Để theo là Marina. Hôm bữa không có đi xuống cái chỗ này ha. Ủa. Bữa này dùng dọc không? Không. Đây, tại vì nó mình đi sao mà giáp được. Mình phải ở đây một thời gian thì mới giáp được, đi có 3-4 ngày sao mà đi giáp được. Lên cái cầu này coi gì. Đâu? Ở đây mình cầm máy quay đi gồng sướng lắm. Khỏi phải sợ lo ngại gì chứ. Đây những hàng quán này chưa mở cửa, quán cà phê. Giá thì có một chai bia Tiger là 8 đồng 9, can là 9 đồng 9. Bia Guinness. Hồ Guinness, Guinness là 9 đồng 9. Chai rượu chai Henrik 119 đô. Ở ngoài sân bay bán 59 đô. Chỗ này,
Vì này thì đi đường này ra Chinatown nè. Đâu có đi cho nên chị đâu quay phim thôi. Bây giờ đi đường này nè. Xong đi qua cầu bên kia. Ở sáng rồi. Mà cầu bên kia bữa giờ mình đi quán hoài qua cầu bên kia. Được phải. Khu đó chưa đi. Đây là đi khu dưới đây nè. Khu đó là đi khu dưới đây nè, nó đẹp. Ở đây mặt trời mọc cái hướng hướng này hướng đông ta, cảm giác hướng này hướng tây á. Hả? Tại cái bên đây cái phương hướng nó mình chưa mở cái la bàn coi nên mình cảm giác. Giờ mình đi ăn sáng cái chỗ lúc nãy. Ở đây ăn sáng đơn giản, không có gì cầu kỳ như ở bên mình. Bên mình đủ món, cơm canh cháo phở. Ở đây chỉ thức ăn nhẹ, thức ăn nhanh. Trứng gà lòng đào là nhiều nhất. Rồi tạm biệt mọi người nha.